luôn các bạn nhé. Này dọn kho các bạn. Cái cẩu hôm qua gãy thành đôi luôn nè. Mình cẩu cái này một 90 kg nha. Cái này 90 kg. Con này siêu tải Italy 24V ha, qua hộp số. Con này bánh xe nó đặc biệt còn rất là ngon các bạn ha, cao su nè. Còn nguyên si hết à. Cẩu xong gãy cái cẩu luôn. Gãy là do mình hàng nó không tốt quá. Mình hàng nói chung là giống như nó không dính các bạn. Nói chung hàng không dính nó gãy em đôi luôn. Bo tày luôn. Con này 90 kg. Cộng với cái máy này 102 kg. Mình đang đặt cái cẩu của Nhật về. Tí nữa sẽ nó về tới mình sẽ cẩu lên, đặt lên bàn các kiểu. Ok thì cái này bên bãi còn một cái nha. Nhưng mà anh khách kia anh lấy anh bán lại, anh thương mại nha. Giá dự kiến khoảng 6,5 triệu tới 6,8 triệu nha. Khách nào mua thì liên hệ. Hàng Brother High Spin. Brother High Spin nha. Nòng ti các kiểu ha. Con này gọi là siêu ngon luôn á. Hàng mới 99%. Bông nước sơn các bạn. Nhìn nước sơn. À nước sơn à. Nước sơn này chỉ có ở Nhật. Con này làm khoang phay mini nha. Khoang phay mini quá ngon. Ok thì báo các bạn một số đồ mình bữa thanh lý nha. Khách nào cần món nào thì ủng hộ nha. Đầu tiên là cái cẩu này. Tại vì mình đặt cái cẩu của Nhật về rồi. Nó đang về, đang đi Ahamu về các bạn. Bên Bình Tân. Cái cẩu đẹp lắm nha. Cái cẩu này mình định bán lại cho các bạn nè. Thực ra giờ chỉ hàng dính lại thôi. Tại vì mình là hàng không phải thợ hàng. Hàng cuối cùng không có ra gì hết. Cẩu nặng quá các bạn, cẩu chơi chơi thì được, cẩu nặng quá cái nó ấy nha. Đây các bạn, mình đặt luôn cái này nha. Ha, đặt luôn cái này. Ha, giá cao nhưng mà hàng của Nhật nha. Hàng Nhật thì mình nghĩ là nó không cần phải lo gì nữa nha. Cứ vậy mà xài thôi. Đó, còn của mình. Hôm qua về rất là vất vả nha. Cái cẩu nó gãy xong rồi cái mình phải cố gắng mình xuống một mình. Tại vì ở đây không có nhờ được người. Và đồ dưới đây là nằm đây rất là lâu rồi, không có phương tiện để cẩu lên để test để các kiểu ha. Cho nên khả năng thì chật chỗ mình sẽ thanh lý lại nha. Cái này thì thật ra là đặt lên là hàng lại giống như mình đang xài bữa hổm thôi. Nó thiếu cây ti nha, cây ti với bộ nguồn thủy lực mình bán rồi. Bây giờ chỉ còn cái bộ khung thôi. Tay này còn. Hôm qua mình hàng một cái gọi là chống xoay á. Các bạn mở ra thì nó sẽ xoay được. Còn khóa lại thì nó sẽ ngay tâm nha, nó không xoay được. Đó. Thì giá dự kiến tay cẩu hoàn thiện là luôn nha, luôn cái này. Về các bạn lắp một cây ti, bộ nguồn. Bộ nguồn thì hôm qua mình săn được cái này các bạn. Con này là ngon nha, con này là hàng xịn nè. Con này các bạn. Con này khách nào mua kèm thì mình bán giá tốt nha. Ở bên trong nó có một đầu bơm. Đầu bơm thủy lực. Và đây là bình dầu. Ở đây các bạn chỉ việc lắp cái motor vào đây nè. Lắp motor vào đây kéo nó thì nó sẽ ok nha, sẽ chạy bình thường thôi. Đây, co đủ hết. Nếu khách nào mua kèm á, ti thì mình vẫn có nha các bạn. Ti thì bên bãi cũng đang nhiều. Khách nào mua kèm thì mình bán cho cái bình xịn này của Nhật. Bình xịn. Thì giá dự kiến cái bộ này của Mỹ nha. Bộ này là lâu rồi, khách nào mình lục lại cái clip trên kênh cho các bạn coi. Cái bộ này của Mỹ nè. Cái khung này của Mỹ nè. Rất là cứng luôn. Nhưng mà do mình không biết khách hàng. Mình hàng nó không dính các bạn. Hàng nó gãy ra hết trơn. Bộ khung này của Mỹ, cái kia cái phần đế xoay này của Germany nha. Nó trên cái chân chạy Germany. Cái này cũng của Mỹ nè. Cái cần này là hàng bãi xịn. Cái cần này mình các bạn thấy sắt nó dày nè các bạn. Mình cắt ra nè. Sắt nó dày các bạn thấy không? Nặng trịch luôn. Nói chung là hàng xịn hết nha. Tại vì nhà chật quá các bạn ấy. Nếu chiếc kia về mà không thanh lý thì nó chật quá. Mình bán cho khách nào tới chở nha. Khách nào tới chở hết cái phần này luôn. Hết tất cả luôn. Bộ khung chân các kiểu nha. Về chỉ việc hàng dính lại, lắp cái ti bộ ti thủy lực là cẩu thôi. Giá 4,8 triệu nha. Giá 4,8 triệu.
giá mình tính phòng 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 thu vốn nha. Đó, tính nhầm thu vốn 4,8 triệu, tặng luôn một cái motor, tặng luôn một cái motor cộng với một cái chân chạy, chân này các bạn. Đó. Cái này mình định lắp vào để kéo nó ta chạy á. Tặng cái bộ này nha. Cái này mình để lại, mình chừa lại, khách hỏi mua mình chừa lại. Giá 4,8 triệu nha. Alo alo. Tụi máy bay cũng còn ít tin ơi. Còn ít. Chắc Zalo đi em gửi cái link cho xem. Dạ. Ok, báo các bạn vậy nha. 4,8 triệu nha. Không bao gồm phí ship nha. Ưu tiên khách nào tới nhà chở. Không bao gồm cái phần trên đây nha. Đó, bao gồm cái phần này mình tặng cho các bạn về để làm một cặp chân chạy phía sau á, lắp vào phía sau á, chân chạy. Đó, 4,8 triệu một món. Món thứ hai cụm này. Cụm này thì mình giảm cho các bạn còn 4,5 triệu bữa nay nha, giảm 500k. Và cụm này giảm các bạn còn 3 triệu chẵn nha, luôn driver 3 triệu chẵn.